Các bạn đang được thưởng thức chất âm vô cùng ngọt ngào và uy lực mạnh mẽ của cặp loa nổi tiếng đến từ Mỹ với cặp loa Everloop màu đen FR153Z. Được thiết kế với bát siêu trầm 40 cũng như trung âm 18 và quả chất kèn lớn trên cặp loa sở hữu phong cách chơi các thể loại nhạc phổ thông nhất hiện tại và karaoke chuyên nghiệp trong phân khúc hoàn toàn khó có đối thủ để so đỏ với chất âm này. Xin mời quý vị cùng mang tai phone và chúng ta cùng thưởng thức tiếp theo một vài thể loại nhạc quen thuộc nữa cho cặp loa với công suất trung bình ở ngưỡng 1000W và độ nhạy cao tới 130 dB. Xin mời anh em ai có tai phone thì chúng ta chuẩn bị tai phone và quý vị cùng lắng nghe. Chúng ta sẽ thấy được sự thể hiện sống động cũng như uy lực mạnh mẽ chi tiết đến từng tiếng gõ của nhạc cụ. Tôi đang mở tín hiệu từ trên TV. Xin mời anh em cùng nghe. Gõ rất là khủng khiếp, trầm của nó xuống rất sâu, mặc dù đây nó là những bản nhạc khá là đơn giản. Với chất âm này có lẽ rằng chúng ta chẳng phải bàn luận làm gì. Và tôi cũng lưu ý với quý vị rằng với cấu hình của Everloop những model này thì bản chất nó là đàn anh của JBL. Ví dụ như là anh em chơi cặp JBL 835 thì chắc rằng không bao giờ có cửa để so đọ với chất âm của cả ba giải. Tại sao lại như vậy thì tôi sẽ phân tích chiếc máy quay và chúng ta cùng ngắm nhìn cũng như là chúng ta sẽ thấy được phần thông số rất là ấn tượng cho cặp Everloop này. Sở hữu phần thùng gỗ ván ép bạch dương đặc trưng của dòng loa hàng nòi đến từ Mỹ cho model Everloop FR153Z. Sở hữu công suất trung bình cho cặp loa này lên tới 1000W với chiều cao 65, ngang 50 và sâu 50, ngang và sâu bằng nhau luôn. Nặng 70 cân, công suất trung bình là 1000 và độ nhạy cao tới 130 dB với trở kháng 8 ohm, rất đẹp. Logo của nó nằm ở bên hông có chữ của Everloop luôn. Quý vị chờ chút tôi zoom lại máy này. Đó, Everloop luôn này. Tay cầm nằm bên hông luôn này. Rất đẹp ạ, rất là đẳng cấp. Trang bị ba loa,
thùng gỗ ván ép bạch dương và phủ một lớp sơn chống trầy, chống nước. Vật ngoài phơi nắng phơi mưa thoải mái luôn, không sợ hỏng đâu. Thùng này đó là siêu bền rồi. Đây là ưu điểm đầu tiên. 1000 W trên nặng 70 cân. Với thiết kế 3 loa. Đây hay còn gọi là model 3 way, được trang bị một bát siêu trầm của hãng Everdup nổi tiếng, gân lụa tẩm dầu, đường kính miệng 40, xương đúc từ lớn tới 20. Cửa súp hầm nằm về phía mặt trước. Một trung âm 18 mang tẩm dầu và từ lớn xịt thoát bằng mặt loa. Trung 18 và từ gần bằng mặt loa luôn. Quý vị thấy rằng nó là kinh không ạ? Một quả check can họng 18 luôn, củ nổi tiếng của Everdup. Nó trang bị tới 3 bảng phân tần. Và mỗi một cái bảng phân tần tôi đã review nội thất đã to bằng một cái tờ giấy lớn của học sinh. Đó, hay gọi là bằng quyển vở học sinh luôn. Khủng khiếp luôn ạ. 3 cái bảng phân tần của nó, nhìn nguyên các cái cuộn dây đồng tụ trở của nó là kinh điển luôn. JBL những cặp loa, anh em chơi những cặp loa tiền trăm thì may ra mới được thiết kế mỗi loa một bảng thôi. Với Everdup này nó chơi 3 bảng trên một loa. Bảo sao nó không hay. Đấy. Đấy. Loa còn rất là mới này. Chữ này đẹp không ạ? Này, nhìn rõ là thùng gỗ của nó là nhiều lớp nó ép lại này. Gỗ này anh em thấy rằng nước thoải mái luôn, không sợ hỏng, bền hàng trăm năm, rất đẹp. Này, sau lưng mới năm nay Everdup FR153Z đến từ Made in USA luôn, hai rắc nêu trích, một cổng in và một cổng out, quá đã. Anh em sẽ lựa chọn gì với những cái cặp loa có tiếng bass sâu, mềm mại và uy lực mạnh cho những không gian phòng khách tới 100m2? Tôi lưu ý với quý vị rằng gian hàng của tôi ở đây là 140m2. Với cặp loa này, tuy nhiên là công suất định mức thì mới 1000 thôi, nhưng mà tôi mở để mà lớn một chút nó đánh khủng khiếp luôn ạ. Cửa rung rào rào luôn, mái rung rào rào luôn. Nhưng mà cái tiếng của nó không bị lông và khô đâu ạ, tiếng trầm của súng sâu. Đó. Trung âm và check của nó gõ nóc cóc nghe 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 nó phê lòi hai cái lỗ tai luôn, chất âm đỉnh cao. Đó, đang ghép với đẩy vàng mic, vừa nghe bolero trữ tình, nghe ngọt ngào tê tái, sàn hay là mic nhạc trẻ thì chúng ta thấy rằng nó là khủng khiếp luôn. Lời mic thì những cặp loa này quý vị miễn bàn luận, xin chân thành cảm ơn. Chúng ta cùng thưởng thức tiếp theo. Anh em nào quan tâm ở ngưỡng trên 20 triệu đồng, hai mấy triệu thôi, xem ở ngưỡng cặp JBL 835, nhưng tôi lưu ý rằng thi đấu chất âm với 835 bất kỳ lúc nào, anh em thi về cái gì cũng được. Nếu nói rằng Everdup này chất âm thì nó bỏ xa tới hàng dặm rồi, không bàn cãi. Đó. Trung lớn, check rảnh cực tơi, không đanh chói, bát sâu thẳm. Thấy phê không ạ? Mở cái này thì tôi cốt yếu tôi mở vài cái thể loại nhạc không mất tiền này cho anh em nghe cái tiếng gõ nhạc cụ thôi. Chúng ta cùng trở lại thưởng thức những bản nhạc thực thụ. Mạnh như sấm. Đó, phê chưa? Quỳnh quỳnh. Chẳng biết là anh.